Mọi người đến đủ hết rồi chứ? Chưa. Kim Tuyết Giao vẫn chưa đến. Nhưng cha và tướng công yên tâm, có một mình con là đủ. Chào ông chủ Phong. Chào mọi người. Vợ à, đẹp quá. Tuyết Giao tiểu thư, hôm nay cô mặc bộ này là hẹn hò ai đây? Đâu có. Chẳng phải ông dặn chú Lục thông báo chúng tôi đến đây dọn vệ sinh sao? Cô lên cơn sao? Dọn dẹp vệ sinh ăn mặc như vậy. Phụ nữ mà phải luôn luôn chú trọng hình tượng của mình. Dù có quét dọn vệ sinh cũng không thể mặc như một bà lão được chứ. Ai? Cô nói ai? Vũ Tinh, có. Tiểu thư đây. Thôi. Mọi người tranh thủ thời gian làm việc đi. Quét dọn vệ sinh. Bắt đầu từ giờ đến sáng ngày mai, chúng ta phải quét dọn sạch sẽ từng xó xỉnh của Phong Mãn Đường này. Hơn nữa còn phải tiến hành xử lý khử trùng để tiếp đón khách quý của chúng ta, hội Kawashima tới. Chia ra hành động. Em không cần làm đâu, có gì cứ giao cho anh là được. Để anh làm cho. Em ngồi đi. Phim được thuyết minh bởi Aramad Kwasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tiểu thư, thiếu phu nhân, để tôi phụ cho. Phùng Ngọc Linh, cô làm gì vậy? Tạm biệt cô gia. Ông chủ Phong, bên ngoài đã dọn dẹp sạch rồi. Tôi bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước. Đến chiều chúng ta sẽ dọn tiếp chỗ này và phòng chế tạo thuốc. Được. Tuyết Giao tiểu thư, cảm ơn cô giúp lo liệu. Ông chủ Phong, thì sao Phong Mãn Đường mình hàng ngày quét dọn đã sạch lắm rồi? Phải đấy, sao còn làm rầm rộ bảo mọi người làm thêm một lần nữa? Tình hình là như vậy. Kawashima Eiko dặn dò, nói trong số những người đến cùng cô ta có người mắc bệnh ưa sạch sẽ, nên yêu cầu chúng tôi phải quét dọn từng phòng thật sạch sẽ, không dính một hạt bụi, đảm bảo cuộc tiến hành mua bán thuận lợi. Cô nói xem, dân Tây Y bọn họ còn sạch hơn cả Trung Y chúng ta, còn cầu kỳ mắc bệnh ưa sạch sẽ gì đó. Vậy thì đừng tới nữa, thêm phiền toái cho mọi người. Không, có lẽ người đến lần này là chuyên viên kỹ thuật quan trọng, nắm giữ nguyên liệu thuốc, không đến không được. Chuyên viên kỹ thuật quan trọng, đúng đấy, nói gì thì nói. Kawashima Eiko đã thu xếp vậy rồi, tôi chỉ đành làm theo. Tôi thì chỉ mong mua bán thuận lợi, tuyệt đối được xảy ra rắc rối gì, chắc chắn mà, ông cứ yên tâm ông chủ Phong. Được. Thiếu phu nhân hôm nay có đẹp không? Đẹp lắm.
Thiếu phu nhân hôm nay có sang không? Sang. Thiếu phu nhân hôm nay có lộng lẫy không? Lộng lẫy. Thiếu phu nhân và Phong thiếu gia có đẹp đôi không? Đẹp đôi. Dừng lại. Tiểu thư. Tiểu thư à, đừng nhìn. Em yêu. Xin hãy đón nhận tình yêu nồng cháy anh dành cho em. Nhận đi, 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 dừng lại. Còn mau đứng lên đi. Ngọc Linh còn đang ở đây đấy. Đứng lên nào. Đứng lên đi. Phong Trạch Diệu. Tiểu thư à, vẫn không đứng lên. Vợ ơi, vợ à, hoa này đều là anh tự tay hái từng bông một đấy, em vẫn lấy đi mà. Cứ như vậy là sao chứ? Tiểu thư. Tiểu thư à. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư à. Tiểu thư. Tiểu thư à, cẩn thận. Tiểu thư, cô không sao chứ? Phùng tiểu thư, cô không sao chứ? Phùng tiểu thư, gọi tôi là Phong thiếu phu nhân. Tôi là con dâu danh chính ngôn thuận của Phong gia, là vợ của Phong Trạch Diệu, là người sau khi chết được vào nhà thờ tổ tiên. Người cùng anh ấy lên trời xuống đất là tôi. Gọi Phong thiếu phu nhân đi. Tiểu thư à, cô đừng như vậy, gọi đi. Phong thiếu phu nhân. Tôi có điểm nào không bằng được con yêu tinh đó? Tại sao anh ấy không thích tôi? Tôi thích anh ấy như vậy, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Chuyên viên kỹ thuật quan trọng. Đúng. Có thể là ai đây? Theo thông tin chúng ta nắm được hiện giờ, người có thể thỏa mãn hai điều kiện là chuyên viên kỹ thuật và ưa sạch sẽ thì chỉ có chuyên gia khoa tâm thần do Hắc Lan Hội mời từ Nhật về, Hideyoshi Ishikawa. Hideyoshi Ishikawa chính là người phụ trách chính cho công cuộc nghiên cứu thuốc tâm thần của Nhật lần này. Mặt ánh hào quang của bác sĩ thực chất là tay giấy đầy máu. Trước khi hắn đến huyện Tân Giang, Kim Tiên Sinh từng lên kế hoạch ám sát hắn, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để ra tay. Về sau, người Nhật lại thúc đẩy công cuộc thí nghiệm thuốc, bảo vệ hắn còn kỹ hơn. Hắn gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Hành tung của hắn vẫn luôn là một ẩn số. Vậy tại sao lần này hắn lại xuất hiện ở Phong Mãn Đường? Rất có thể là trong quá trình bọn chúng thí nghiệm thuốc nảy sinh rắc rối gì. Hắn phải đích thân đến chọn chất lượng thuốc, điều chỉnh tỷ lệ thuốc, tìm loại thuốc thay thế. Tất cả đều cần đến kinh nghiệm riêng của hắn. Người khác không thể làm thay. Dịp này đối với chúng ta là một cơ hội ngàn năm có một. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất, Kawashima Eiko sẽ ở đó. Ả ta là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan. Trước kia Kim Tiên Sinh hy sinh và hành động di chuyển thành Phụng Thiên thất bại chính là bài học sống. Thứ hai,
Nếu Hideyoshi Ishikama mà gặp chuyện gì, ở phòng bản đường dưới tính của Kawashima Eiko, cả phòng bản đường đều sẽ bị giả lây. Đúng vậy, phải cân nhắc đến những điểm này. Nhưng mà đây là cơ hội hiếm có. Cô cũng nói, người Nhật hiện đang thúc đẩy công cuộc thí nghiệm thuốc, mà thông tin chúng ta nắm được là vô cùng ít ỏi. Công cuộc nghiên cứu thuốc của chúng ta đã phát triển tới bước nào? Căn cứ thí nghiệm nằm ở đâu? Tư lệnh Phùng gấp bao nhiêu phần? Mục đích cuối cùng của chúng là gì? Tất cả đều phải tìm cho ra câu trả lời sớm. Dĩ nhiên, chắc chắn Hideyoshi Ishikawa là cửa đột phá lớn nhất. Còn phía Phong Mãn Đường và mối quan hệ giữa Phùng Ngọc Linh và tư lệnh Phùng, cộng thêm thân phận cháu gái Kim Dương Gia của cô, đứng giữa xoay sở, tôi nghĩ sẽ quá hiểm thành lành. Vậy quyết định của ngài là? Chuyện của em gái Như Yên lần trước tôi vẫn lấy làm tiếc. Nếu như bắt được Hideyoshi Ishikawa, cậy miệng của hắn thì cũng xem như an ủi linh hồn của em gái Như Yên và Kim tiên sinh, Kim phu nhân rồi. Vậy vấn đề nhân lực thì sao? Sau khi Dư tiên sinh biết được tình hình của chúng ta, đã thu xếp lực lượng hành động ở huyện Tân Giang, ngày mai chúng ta sẽ trong ứng ngoại hợp bắt giữ Hideyoshi Ishikawa. Tốt quá rồi. Chớp mắt đã gần 30 năm. Còn nhớ hồi mới tiếp quản Phong Mãn Đường, buổi tối không ngủ được, ông thường xuyên đến đây xem. Về sau xảy ra nhiều chuyện, bản thân cũng đã biết quyết đoán, cũng không thường xuyên lui tới. Hôm nay sao lại muốn ở đây? Tôi thấy không yên tâm. Ngày mai Kawashima Eiko sẽ tới. Số cuộc cô ta đến để chọn thuốc. Hay là ý của túy ông không nằm ở rượu? Có ý muốn nhăm nhe dòm ngó Phong Mãn Đường của ta. Tôi quả thực không đoán nổi. Xe đến trước núi ắt có đường. Ngày mai Ngọc Linh và Tuyết Giao tiểu thư đi cùng với ông. Kawashima Eiko nể mặt đời cha của họ, chắc cũng sẽ không gây khó dễ cho Phong Mãn Đường đâu. Cứ tạm yên tâm đã.